Minh và Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Được Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hĩnh, trúng số bất ngờ, đổi đời ngoạn mục, giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Đinh Mùi sinh 1967, nhận lộc trời ban, tiền vàng ào ào kéo đến, giàu sang đến bất ngờ. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Mùi sinh 1967 thân mến, để giành chiến thắng trong cuộc đời này, ta sẽ phải trả giá toàn bộ những gì mình có thể. Nó là máu, là mồ hôi, là nước mắt. Nó là những tháng ngày phải kỷ luật, kỷ cương. Nó là những thời điểm phải mòn đi cái tự trọng của bản thân, phải lì lợm trước những lạnh nhạt của người đời. Nhưng đổi lại cái phần thưởng chúng ta nhận sẽ thật đáng để đánh đổi lắm thay. Vấn đề là có bao người có thể kiên trì đến tận cuối con đường. Tổ tiên xưa có câu, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Vì vậy, cuộc sống một người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi, cát lành như mong muốn. Trong số 12 con giáp, có tuổi Đinh Mùi được trời sinh có tính cách tuyệt vời. Họ sống có tình có nghĩa, biết người biết ta, không chỉ thấu tình đạt lý mà còn hiểu được cảm xúc người khác. Nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, sóng gió hay chông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc, đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Tuổi Đinh Mùi là con giáp cực kỳ may mắn. Theo luận giải tử vi từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch, các nhà tiên tri chỉ rõ, nếu tuổi Đinh Mùi lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Đinh Mùi sinh 1967, nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy hãy cùng xem diễn biến vận trình từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Mùi ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý bản mệnh tuổi Đinh Mùi thân mến, thế giới này từng đen tối với Đinh Mùi, nhưng cái tối tăm đấy không phải là vĩnh hằng. Rồi trời sẽ lại sáng, rồi trời sẽ lại nắng, rồi mọi sự sẽ lại trong xanh, rồi phía xa sẽ thấy cầu vồng chờ bạn, cho đáng những ngược xuôi, xứng với chiến đấu can trường của Đinh Mùi suốt những ngày dài. Rồi một ngày Đinh Mùi sẽ được yêu, rồi một ngày Đinh Mùi sẽ được thương, rồi một ngày Đinh Mùi sẽ được quan tâm, rồi một ngày Đinh Mùi sẽ không còn cô độc, rồi một ngày Đinh Mùi sẽ hiểu cái gì xảy ra là gì nó cần phải xảy ra. Nó có thể khiến Đinh Mùi mệt mỏi đôi chút, khiến Đinh Mùi suy tư dài phần, nhưng tất cả là để kiện toàn hoàn mỹ. Cái bức tranh vĩ đại của nhân sinh là sự chuẩn bị cho những điều cát lành mà Đinh Mùi xứng đáng được hưởng sau bao nhiêu ngày vất vả ngược xuôi. Nên hãy cứ khóc đi, nếu Đinh Mùi đang chán nản hãy cứ cười lên, nếu Đinh Mùi thấy cay đắng rồi cứ bình lặng đi. Khi bị hoang mang phủ đầy tâm trí thì càng là lúc tối tăm tuyệt vọng, cũng tức là thời điểm ánh sáng đang cận kề rồi. Đừng để nỗi đau ở quá khứ hay cái không rõ ràng, sợ hãi về tương lai phá hỏng sự yên bình và kiên trì của bạn ở hiện tại. Và nhớ rằng không ai có thể truyền lửa hay động viên hay tiếp sức, tiếp lời cho Đinh Mùi mỗi ngày cả. Kỷ luật là thứ mà Đinh Mùi bắt buộc phải duy trì, để đợi lấy ngày ngẩng đầu nhìn trời quang minh gửi đến Đinh Mùi, một người đang bần thần lạc lối, mọi việc rồi sẽ ổn mà thôi. Tuổi Đinh Mùi sinh 1967 cầm tinh con dê, hay còn được gọi với cái tên khác là thất quần chi dương, tức là con dê lạc bầy. Đinh Mùi với nạp âm hành thủy, do càng đinh là quả, ghép với chi mùi là thổ,
quả sinh nhập thổ bằng can sinh chi. Tuổi con dê là lứa tuổi có căn bản, thực lực hơn người nhiều, may mắn ít gặp trở ngại trên đường đời. Nếu ngày sinh có hàng can mậu kỷ, sinh giờ sửu, mùi, còn được hưởng phúc lớn của dòng họ. Sinh vào hai mùa thu và đồng là thuận mùa sinh, đinh mùi thuộc mẫu người điềm đạm, nhân hậu, tiếng nói thanh nhã. Đó là đặc tính của can đinh rất mẫn cảm, thích an phận thủ thường, không muốn đảm trách đại sự, cẩn thận và tỉ mỉ trong cách xử lý công việc. Tuy nhiên, đôi khi quá cẩn thận và do dự nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong tầm tay. Tính tình lương thiện, mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục nên dễ thu phục nhân tâm. Tuổi đinh mùi sinh 1967 thuộc mệnh thủy. Thiên hà thủy giải nghĩa nạp âm. Thiên hà thủy tức là nước trên trời, hay còn được gọi là nước mưa trời vô cùng tinh khiết. Người mệnh này sống lịch thiệp, nhã nhặn, trí tuệ thông thái, đặc trưng cơ bản nhất của những người tuổi đinh mùi 1967 thuộc mệnh thiên hà thủy, đó là sự thông minh, trí tuệ. Vì trong ngũ hành hành thủy, chủ trí tuệ gọi là nước mưa, hay diễn đạt một cách bóng bẩy là nước thiên hà, là sự kết tinh của hành thủy. Trong 12 con giáp, đinh mùi được xem là biểu tượng của tính ôn hòa, thuần hậu. Những nét tính cách này có thể theo họ cả đời, bởi đây dường như là đặc trưng cơ bản nhất của người tuổi đinh mùi. Nếu đường đời được thuận lợi thì sẽ có được vẻ phong nhã, thanh nhàn. Nhưng nếu cuộc sống không được như ý, gặp nhiều vất vả, gian trân thất bại, thì đinh mùi lại trở nên rất bi quan, ủy mị, chán chường. Với cách hành sự luôn thể hiện sự chân thành, ấm áp, lại thêm vẻ thanh nhã, đinh mùi thường được kính trọng và người ngưỡng mộ. Họ luôn sống theo nguyên tắc tự do, phóng khoáng và đối xử với người khác bằng sự nhân hậu, khoan dung. Họ là người giỏi quán xuyến việc lớn nhỏ trong nhà, bản tính là rất yêu trẻ con và vật nuôi, nên rất phù hợp với đời sống gia đình. Dù có tính cách ưa sự nhẹ nhàng, hòa hảo, không thích tranh cãi xung đột, nhưng họ không bao giờ khuất phục trước bất cứ một sự đè nén chèn ép nào. Không bao giờ có thể ép buộc người họ làm điều họ không muốn. Trong sáng và nhân hậu là nét tính cách cao quý của đinh mùi. Họ thường sẵn sàng giúp đỡ những người đang trong cơn hoạn nạn. Trong cuộc đời của đinh mùi, hiếm khi phải lo lắng về ba điều thiết yếu trong đời sống, gồm cái ăn, cái mặc, nơi ở. Dù đi bất cứ đâu thì họ cũng dễ dàng kết bạn, vì họ luôn đối xử với người xung quanh rất chân thành, trung thực. Đinh mùi được cho là dễ có đời sống hôn nhân mãn nguyện. Họ không chỉ được bạn đời yêu thương mà còn được họ hàng quý mến. Dân gian cho rằng tuổi đinh mùi sinh vào các mùa đều tốt, riêng mùa đông là vất vả hơn, vì mùa đông ít có cỏ để ăn. Tuy vậy, nhưng thực tế là dù hoàn cảnh xung quanh có như thế nào thì đinh mùi cũng không cần quá lo, bởi vận số may mắn sẽ được quý nhân phù trợ. Nhận được sự chủ động giúp đỡ từ những người xung quanh, dù trong cảnh khốn cùng thì vẫn có thể xoay sở vượt qua, nhờ vào sự giúp đỡ từ cha mẹ, họ hàng, bạn bè, xã hội. Nhìn chung, đinh mùi dễ dàng vượt khó khăn và thất bại bởi xung quanh họ luôn có sự giúp đỡ từ những người thân. Đinh mùi chỉ thích làm những việc mà họ thực sự hứng thú. Họ nhanh chóng nhận ra điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời một cách rất tự nhiên. Khi phải đối diện với những việc không muốn làm thì sẽ chẳng ngại ngừng từ chối. Nhưng họ không phải những con người sẵn sàng thẳng tuột, mà ngược lại rất lịch sự, kiên nhẫn, dịu dàng để việc sự diễn ra vừa thuận lợi cho mình, vừa đẹp lòng cho người. Khó ai có thể hiểu hết những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm của đinh mùi. Họ không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu, chỉ trừ khi họ đang trong cơn tức giận tột cùng. Trên thực tế, đinh mùi rất giỏi dàn xếp. Khi có tranh cãi hay bất hòa, họ dễ tạo được không khí hòa thuận xung quanh. Đinh mùi rất thích giao tiếp, những ai có thiện ý với họ đều được đối đãi tử tế. Đinh mùi cũng không thích nói thẳng, vì vậy đôi khi cách hành xử của họ có phần không thẳng thắn, trực diện, khiến người khác cảm thấy lòng vòng, rắc rối, bực mình. Nhưng đó là bản tính của họ, đừng hy vọng họ xô bồ trong thái độ cử chỉ và đặc biệt là ngôn từ. Những gì họ nói ra chỉ là một phần nhỏ của những gì họ nghĩ. Những ai muốn thực sự hiểu thấu họ thì cần phải kiên trì dành thời gian để hiểu từng chút một. Người nghe hãy tư tốn, gật đầu trong suốt cuộc trò chuyện để thể hiện sự đồng tình. Để biết hết những suy nghĩ cảm nhận của họ có thể sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng sâu xa đằng sau sự lòng vòng, không thích thẳng thắn trực diện này chính là vì họ luôn biết chừa cho mình một đường lui. Vì tính cách mềm mỏng, hơi thiếu quả quyết, lên đinh mùi cần hợp tác với những người có tính cách mạnh mẽ, bởi chỉ có kỷ luật thép thì họ mới bớt sự thông dong, nhàn hạ, để bắt đầu tận dụng hết những khả năng của mình và làm việc thật sự chăm chỉ,
để có hiệu quả. Đinh Mùi ưa sống trong môi trường quen thuộc, gắn bó rất rất mật thiết với gia đình. Dường như Đinh Mùi mang trong mình nỗi buồn và sự đa cảm từ trong bản chất. Họ luôn nhìn thế giới một cách khá tiêu cực. Vì vậy, họ cũng luôn mong những người xung quanh sẽ vượt tinh thần họ dậy. Họ rất dễ bị lạc đường, dễ buồn bã, dễ đưa ra những lựa chọn sai khi đi mua sắm. Với bản tính chân thành và điềm tĩnh, thêm vào đó là vẻ ngoài biết tỏ ra đáng thương khi cần, họ luôn biết cách thuyết phục người khác rất hiệu quả. Họ không bao giờ làm tổn thương bạn bè, đôi khi có thể từ bỏ một mối quan hệ để tránh khỏi những cãi giả, xung đột đang xảy ra. Bản thân cũng thích thu hút sự chú ý của người khác và nhận được sự thán phục đối với năng lực bản thân. Họ rất khôn ngoan khi lựa chọn công việc để có thể tận dụng tối đa thế mạnh của bản thân. Nhìn chung, trong công việc mọi người vẫn muốn được hợp tác, làm việc cùng Đinh Mùi bởi tâm tính thiện lương, tính tình hiền lành, khả năng hòa đồng, nên họ cũng có thể phát huy năng lực trong tập thể. Điều này sẽ giúp ích nhiều cho sự nghiệp của họ. Nhìn chung, Đinh Mùi dễ dàng vượt khó khăn và thất bại bởi xung quanh họ luôn có sự giúp đỡ từ những người thân quý. Đinh Mùi chỉ thích làm những việc mà họ thực sự hứng thú. Họ nhanh chóng nhận ra điều mình muốn theo đuổi trong cuộc đời một cách rất tự nhiên. Khi phải đối diện với những việc không muốn làm thì sẽ chẳng ngại ngừng từ chối. Nhưng họ không phải những con người sẵn sàng thẳng tuột, mà ngược lại rất lịch sự, kiên nhẫn, dịu dàng, để việc sự diễn ra vừa thuận lợi cho mình, vừa đẹp lòng cho người. Có ai có thể hiểu hết những cảm xúc đang diễn ra trong nội tâm của người tuổi Đinh Mùi? Họ không muốn để lộ suy nghĩ của mình ra ngoài cho người khác hiểu, chỉ trừ khi họ đang trong cơn tức giận tột cùng. Trên thực tế, tuổi Đinh Mùi rất giỏi dàn xếp khi có tranh cãi hay bất hòa, và dễ tạo được không khí hòa thuận xung quanh. Họ rất thích giao tiếp, những ai có thiện ý với họ đều được đối đãi tử tế. Đinh Mùi nhạy cảm và đôi khi thích tìm niềm vui trong những mơ màng, ảo tưởng hơn là những cuộc vui thật sự. Bản thân cũng thích thu hút sự chú ý của người khác và nhận được sự thán phục đối với năng lực bản thân. Người tuổi này rất khôn ngoan khi lựa chọn công việc để có thể tận dụng tối đa thế mạnh của họ. Nếu không sinh trong những giờ như thìn, tỵ, dần thì Đinh Mùi sẽ khó lòng phù hợp với những công việc đòi hỏi trách nhiệm và sự nhạy bén cao. Thay vào đó thì sẽ phù hợp với những công việc cho phép được làm theo ý mình, được tự do, tự tại. Nữ mệnh Đinh Mùi thời trẻ tuổi đặc biệt thích xuất hiện ấn tượng trong mắt mọi người. Họ có nhiều ham thích đặc biệt với thời trang. Mỗi ngày họ sẵn sàng dành nhiều thời gian để làm đẹp. Họ luôn hành xử duyên dáng và nề nếp, thích trang trí nhà cửa với hoa tươi. Phụ nữ trung niên tuổi Đinh Mùi lại rất quan tâm tới vệ sinh cá nhân, luôn gọn gàng và ăn mặc đẹp mắt. Phụ nữ trẻ tuổi Đinh Mùi cũng thích thể hiện tình yêu một cách không che giấu. Họ rất tin tưởng vào người mình yêu và luôn muốn ở bên người đó từng giây, từng phút. Đối với những người theo đi mà họ không hề có hứng thú thì họ sẽ chẳng mảy may bận tâm đến. Nữ mệnh Đinh Mùi cuộc đời gặp rất nhiều may mắn và thành công. Công danh sự nghiệp rộng mở sáng lạng, tình duyên viên mãn, tài lộc dồi dào. Cả tiền vận, trung vận và hậu vận đều thảnh thơi, an nhàn hưởng phúc, không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Nam mệnh theo tử vi phương Đông cho thấy, nam mệnh Đinh Mùi có vận thế khá tốt, cả cuộc đời được vận may theo đuổi. Bắt đầu từ trung vận trở đi sẽ được thảnh thơi tận hưởng cuộc đời vinh hoa, sang giàu con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi sinh 1967. Từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Tử vi từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Mùi cho hay, vận trình của con giáp này trong thời điểm này có một phần hung, ba phần cát. Người tuổi Đinh Mùi được coi là con giáp thoát hiểm ngoạn mục. Trên phương diện sự nghiệp, do có quan đế chiếu mệnh, Đinh Mùi tập trung hơn vào công việc của mình, tinh thần trách nhiệm cao, khiến Đinh Mùi không còn trốn tránh những nhiệm vụ khó. Nhờ vậy, cấp trên cũng sẽ giao cho Đinh Mùi những công việc khó để Đinh Mùi thể hiện được bản lĩnh của mình. Dịch mã cho thấy, có thể bản mệnh sẽ phải vất vả một chút, song kết quả nhận được hoàn toàn đáng giá. Trong chuyện làm ăn kinh doanh, có thể nói đây là thời điểm khá vất vả với con giáp này. Đinh Mùi phái bôn ba dịu nơi để tiếp xúc với đối tác, mở rộng mạng lưới khách hàng, hãy luôn giữ chữ tín của mình. Như vậy thì Đinh Mùi sẽ nhanh chóng tạo được lòng tin với mọi người, khiến công việc kinh doanh tiến triển suôn sẻ hơn, tạo đà phát triển cho tương lai. Trong thời điểm này, mọi việc của người tuổi Đinh Mùi đều sẽ được che chở, thiên tài hỗ trợ, sự nghiệp tiến lên. Tuy vậy,
Tinh tú dịch mã cư ngũ báo hiệu người tuổi Đinh Mùi sẽ có một tháng tương đối vất vả thì mới có thể thành công được. Đánh giá tổng quan, các phương diện cuộc sống của người tuổi Đinh Mùi có bước phát triển rõ rệt khi bước sang tháng trung thu này. Tuy nhiên, Đinh Mùi vẫn cần sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Thắng không kiêu, bại không nản, có như vậy mới đạt được điều mà mình mong muốn. Phương diện tình cảm cũng có những dấu hiệu tích cực, do tác động của ngũ hành tương sinh bản mệnh nhận được sự ủng hộ và thấu hiểu của nửa kia, nên dũng cảm đối diện với thử thách. Quan hệ của đôi bên ngày một khăng khít hơn, đối phương cũng chính là động lực để Đinh Mùi cố gắng mỗi ngày. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, từ sau ngày 15 rằm trung thu tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, từ sau ngày 15 rằm trung thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ sau ngày 15 rằm trung thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Mùi cho thấy con đường sự nghiệp đang phát triển khá hanh thông. Nhờ có quan đế nâng đỡ, Đinh Mùi thậm chí còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với khả năng của mình. Tất nhiên, để gặt hái được thành công lớn lao như vậy thì phần lớn vẫn là nhờ sự cố gắng của chính con giáp này. Đinh Mùi ý thức được nhiệm vụ của mình và có một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Vì vậy mà Đinh Mùi không sợ khó khăn vất vả, thậm chí nhận cả phần công việc mà người khác có ý muốn trốn tránh. Tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của bản mệnh chắc chắn sẽ được đánh giá rất cao. Khi được giao cho nhiệm vụ mang tính thách thức, Đinh Mùi hãy nhanh chóng nắm bắt, bởi đây chính là nấc thang để Đinh Mùi bước những bước lớn hơn trong tương lai. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công hay được cấp trên tin tưởng, Đinh Mùi cũng chớ nên kiêu ngạo, coi người khác kém cỏi hơn mình. Trên thực tế, bạn vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ. Việc học hỏi, lắng nghe lời khuyên của người khác là không bao giờ thừa, đặc biệt nếu Đinh Mùi còn đang giữ một vị trí cao trong tập thể, thì càng cần phải học cách lắng nghe và đánh giá vấn đề đa chiều hơn. Nếu không, Đinh Mùi dễ bỏ sót một vài tiểu tiết hoặc đưa ra những quyết định chưa thực sự chính xác, gây ảnh hưởng tới tập thể. Vận trình sự nghiệp được hỗ trợ mạnh mẽ từ quan đới, mang đến những điều kiện thuận lợi và cơ hội tốt hơn. Bản mệnh sẽ nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ nhiều người xung quanh, giúp vận quý nhân tăng lên đáng kể. Mọi sự thuận lợi và thành công đến từ việc được nhiều người đồng lòng giúp sức. Thậm chí trong thời điểm này, người tuổi Đinh Mùi còn được hỗ trợ để tạo ấn tượng tích cực với cấp trên. Điều này giúp bản mệnh nhận trách nhiệm và được giao phụ trách những nhiệm vụ quan trọng hơn trong công việc. Ngoài ra, tư duy nhạy bén và khả năng phân tích là hai yếu tố quan trọng giúp người tuổi Đinh Mùi nổi bật trong công việc. Sự sắc bén trong tư duy giúp bản mệnh đưa ra những quyết định sáng suốt, định hướng đúng đắn và hiệu quả cho công việc. Khả năng phân tích giúp bản mệnh nhận biết được các vấn đề tiềm ẩn, tìm ra giải pháp tối ưu và tăng cường hiệu suất làm việc. Tuy nhiên, dù có những ưu điểm vượt trội, hãy luôn nhớ giữ thái độ khiêm tốn và không tỏ ra kiêu ngạo hay khoe khoang. Sự thành công của người tuổi Đinh Mùi không chỉ đến từ năng lực cá nhân, mà còn nhờ vào sự giúp đỡ, hỗ trợ và đồng lòng của những người xung quanh. Hãy trân trọng và biết ơn những người đã đồng hành và đóng góp vào thành công của bản mệnh. Giữ vững phẩm chất tốt, đồng thời tiếp tục phát triển khả năng cá nhân, người tuổi Đinh Mùi sẽ tiến xa hơn trong công việc và gặt hái nhiều thành tựu hơn nữa. Sự kết hợp giữa tư duy sắc bén và sự khiêm tốn chắc chắn sẽ duy trì vận may và đem đến cho bản mệnh cơ hội thăng tiến. Chính ấn đem đến cho người tuổi Đinh Mùi nhiều điều kiện tốt và cơ hội để phát triển trong cuộc sống. Tuy nhiên, với việc càng ngày càng bận rộn và phải đối mặt với nhiều thách thức, điều quan trọng là bản mệnh cần thường xuyên đánh giá tình hình và tìm giải pháp cân bằng phù hợp cho bản thân, tập trung vào những mục tiêu quan trọng, quản lý thời gian hiệu quả, giảm căng thẳng và lắng nghe bản thân. Bằng cách làm như vậy, người tuổi Đinh Mùi sẽ đạt được sự cân bằng và hòa hợp trong cuộc sống của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, từ sau ngày 15 rằm trung thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ sau ngày 15 rằm trung thu tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng vận trình tài lộc đang có những bước tiến khá vững vàng. Dù có thể là Đinh Mùi sẽ không thu được tiền về đầy túi này trong thời điểm này, tuy nhiên, hãy tin rằng những gì mình bỏ ra là vô cùng xứng đáng. Cứ chăm chỉ rồi bạn sẽ có một mức sống dư dả trong tương lai. Căn cứ tử vi từ sau ngày 15 rằm trung thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Mùi, dịch mã cho thấy
Đây là thời điểm Đinh Mùi sẽ phải di chuyển khá nhiều để tìm kiếm khách hàng, đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Điều Đinh Mùi cần làm là biết rõ và phát huy điểm mạnh của mình, tạo ấn tượng tốt đẹp cho đối tác. Như vậy thì quá trình làm ăn về sau sẽ trở nên dễ hơn nhiều. Với người làm công ăn lương, thành tích tốt trong sự nghiệp là yếu tố giúp Đinh Mùi có một túi tiền rủng rỉnh. Chắc chắn cấp trên sẽ chẳng keo kiệt với một nhân viên luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như bạn đâu. Nếu có ý định bắt đầu một lĩnh vực mới trong thời điểm này, có lẽ Đinh Mùi cũng sẽ phải hơi vất vả một chút. Tuy nhiên, quý nhân xuất hiện đúng thời điểm sẽ giúp Đinh Mùi vạch ra một hướng đi phù hợp với bản thân và xu hướng xã hội, giúp tiền chảy về trong túi thuận lợi hơn. Có điều dù công việc có thuận lợi đến mấy, Đinh Mùi cũng chớ coi thường những rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất hãy luôn kiểm tra mọi việc đã làm thật kỹ càng, tránh sai sót không đáng có, phải dùng tiền để sửa chữa sai lầm. Sự hiện diện của Thái Âm Cát Tinh còn đem đến vận may và thuận lợi về mặt tài chính cho người tuổi Đinh Mùi. Điều này có thể mang đến những cơ hội và may mắn trong việc kiếm tiền. Thậm chí bản mệnh có thể gia tăng thu nhập mà không cần tốn quá nhiều công sức. Khi lục bạch bay về phương Bắc, bản mệnh tuổi Đinh Mùi có cơ hội phát tài nhỏ trong thời điểm này. Đây là một thời điểm thuận lợi để bản mệnh tận dụng những điều kiện có sẵn và khai thác những cơ hội kinh doanh, đầu tư hay làm việc có thể mang đến thu nhập bổ sung và tạo lợi nhuận cho mình. Trong lĩnh vực bất động sản, sự xuất hiện của lục bạch mang đến nhiều lợi thế và cơ hội hơn cho người tuổi Đinh Mùi. Bất động sản luôn là một lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng và đem lại lợi nhuận cao. Nếu bản mệnh đang làm việc trong lĩnh vực này, hãy tận dụng tốt cơ hội và phát huy khả năng chuyên môn để đạt được thành công và gia tăng lợi nhuận. Ngoài ra, lĩnh vực kim loại cũng có tiềm năng mang đến lợi nhuận cho người tuổi Đinh Mùi. Trong thời điểm này, kim loại là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế và có ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Nếu bản mệnh đang làm việc trong lĩnh vực này, hãy chú trọng vào nâng cao chuyên môn và tận dụng các cơ hội mới để phát triển sự nghiệp và tăng lợi nhuận tốt. Dù có cơ hội phát tài nhỏ trong thời điểm này, nhưng người tuổi Đinh Mùi cũng cần thận trọng và không nên đánh đổi quá nhiều vì tham lam. Trong cuộc sống và công việc luôn tồn tại nhiều rủi ro tiềm ẩn mà bản mệnh không thể nhìn thấy ngay lập tức. Do đó, việc liều lĩnh hay táo bạo quá có thể khiến người tuổi Đinh Mùi rơi vào tình huống khó khăn hoặc gặp phải những hậu quả không mong muốn. Bằng cách thận trọng và tỉnh táo, bản mệnh có thể bảo vệ mình khỏi những rủi ro tiềm ẩn và tận hưởng những cơ hội thuận lợi mà Thái Âm Cát Tinh mang đến. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Dưới tác động của ngũ hành tương sinh, người còn độc thân có thể nhận thấy xung quanh mình bỗng xuất hiện rất nhiều các đối tượng triển vọng. Thậm chí bản mệnh không cần phải quá nhiệt tình trong việc làm quen, cũng có người chủ động đến với bạn. Khi nhận ra ai là người chân thành với mình, Đinh Mùi cũng nên tỏ thái độ thiện chí với đối phương. Tuy vậy, Đinh Mùi cũng không cần quá vội vàng đến với một người nào đó. Đôi bên hãy dành thêm thời gian để quan tâm, tìm hiểu với nhau. Nếu nhận thấy hai người có nhiều điểm chung thì hãy tiến tới, như vậy thì tránh được nhiều mâu thuẫn, va chạm về sau. Người đã lập gia đình sẽ có những ngày tháng êm đềm và ngọt ngào. Đinh Mùi và người ấy dành cho nhau nhiều cử chỉ quan tâm, yêu mến. Và chỉ riêng điều đó thôi cũng có tác động rất tích cực đến tình cảm của hai người rồi. Ngoài ra, Đinh Mùi cũng nhận được nhiều lời cổ vũ động viên của đối phương. Nhờ vậy mà Đinh Mùi có quyết tâm và đủ dũng cảm để đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn, cuộc sống của hai người sẽ ngày một tốt lên. Từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch, gia đạo của người tuổi Đinh Mùi mang đến niềm vui và hòa hợp. Nếu mọi thành viên trong gia đình tôn trọng và đồng lòng với nhau để duy trì không khí ấm êm và hòa hợp trong gia đình, hãy tránh những thái độ kiêu căng, chấp niệm và đơn độc. Thay vào đó, hãy thể hiện sự đồng lòng và tôn trọng đối với quan điểm và ý kiến của nhau. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Đáng tiếc là dù công việc tiến triển thuận lợi, hài hòa, nhưng tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi lại không thực sự ổn định, do con giáp này phải chịu tác động của hung tinh Thiên Nguyệt. Bản mệnh thường xuyên lo lắng, sốt ruột, những điều du dơ, nên dễ lâm vào cảnh căng thẳng stress, gây bất lợi cho sức khỏe. Thậm chí có những người còn đổ bệnh vì áp lực công việc khá lớn. Tử Vi có lời khuyên rằng,
người tuổi Đinh Muội nên học cách trao đổi, chia sẻ với mọi người xung quanh, đồng thời tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động tập thể hoặc hoạt động ngoại trời. Hãy tìm đến những niềm vui để tinh thần tích cực, cơ thể khỏe mạnh mỗi ngày. Quý khán giả thân mến, và sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần cùng cẩm nang dưỡng vận của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Đầu tiên là tử vi tuần từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh 1967, tức từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy rằng vận trình sự nghiệp của con giáp tuổi Đinh Mùi tuần mới có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Công sức đã bỏ ra trước đây sẽ mang lại thành quả, khả năng cũng được thừa nhận. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi của con giáp tuổi Đinh Mùi và người ấy cùng nhau trải nghiệm sự bình yên trong mối quan hệ, khiến bạn cảm thấy an toàn và yên tâm. Cả hai đi đến thống nhất trong hầu hết các nhiệm vụ mà không phải tranh cãi quá nhiều. Người tuổi Đinh Mùi tuần này cũng không được xem nhẹ ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh, cái miệng có thể làm hại cái thân khi bạn dùng những nhận xét tiêu cực không phù hợp hoàn cảnh. Ngoài ra, nhiều người còn vướng vào thị phi kiện tụng tranh chấp gây ra thêm phiền nhiễu. Thiên ấn sẽ lập lại cân bằng cho tuổi Đinh Mùi vào cuối tuần. Thế nên trong tuần cuộc sống có thăng trầm lên xuống thì bản mệnh cũng được tiêu cực. Chỉ cần được xả hơi, gặp gỡ mọi người vào ngày cuối tuần là mọi căng thẳng sẽ gần như không tồn tại vậy. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn xám, cam. Con số may mắn 61, 40, 87, 50 và 34. Tử vi tuần cuối cùng từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, tức từ ngày 23 đến hết tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần mới, người tuổi Đinh Mùi sẽ nhận được những lợi ích ngoài mong đợi trong kinh doanh, cũng có những bước ngoặt tích cực. Thiên tài sẽ đến, lộc bất tận hưởng. Tất nhiên cuộc sống của bạn không hoàn hảo, nhưng bạn vẫn cảm thấy hài lòng với những gì mình có. Về chuyện tình cảm, thời gian này con giáp tuổi Đinh Mùi độc thân không nên chạy theo những thứ tình cảm phù phiếm, thiếu thực tế. Nếu không muốn người phải chịu nhiều tổn thương sẽ là mình, người có đôi hãy có thái độ tích cực tôn trọng một nửa của mình. Có như thế mới giữ gìn được hạnh phúc gia đình. Thiên đức tương trợ có thể mang lại nhiều cơ hội cho con giáp tuổi Đinh Mùi dễ phát tài phát lộc trong thời gian này. Tiền bạc nhiều lên cũng là lúc Đinh Mùi nên hỗ trợ thêm những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình nhé. Tuy nhiên, đừng nên khoe mẽ về những việc tốt mình đã làm. Điều này không hoàn toàn có lợi cho Đinh Mùi đâu. Nếu có thể hãy âm thầm giúp đỡ càng nhiều người sẽ càng tốt hơn cho bản mệnh. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn cà phê, nâu. Con số may mắn 82, 16, 59 và 63. Bí quyết cải mệnh của tuổi Đinh Mùi sinh 1967 từ sau ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này. Người xưa đã trải qua cả đời người để đúc rút kinh nghiệm truyền lại cho ta, họ lại càng hiểu rõ tài vận của đời người là đến từ đâu, nên mới nhận định việc giàu sang phú quý không đơn giản đến từ nỗ lực hiện tại mà thành, nghe tới từ mệnh, ta hay nghĩ đó là do trời ban. Thế nên mới có câu sống chết có số, phú quý do trời, trong mệnh chỉ có 8 phần đấu, thì dù có đi khắp thiên hạ cũng không thể làm đầy được cả đâu. Theo đó, ta tin rằng ai cũng có mệnh của mình, và vận mệnh của mỗi người là khác nhau. Mạnh Tử từng nói bạc chi vi nhi vi giả, thiên giả mặc chi, trí nhi trí giả mệnh giả. Việc mình không cố ý làm mà thành đó là do ý trời. Vậy việc gì mình không mong cầu mà tự nhiên tới đó là do mệnh trời. Vậy nói là trời định cũng là để hình dung rằng việc này khó thay đổi. Mọi thứ diễn ra theo tự nhiên ta không thể tác động. Thực ra bản chất của mình lại là do chính chúng ta tạo ra từ muôn kiếp trước, ngàn đời trước, mà ta chẳng thể nào nhớ nổi. Đó chính là nhân cách chằng chịt từ kiếp này sang kiếp khác, tạo thành quả chắc chắn khó lay chuyển, thay đổi ở trong kiếp này. Vì thế, nếu ta có cố gắng đi ngược lại, trở nên tham lam dơ ghét của cải của mọi người về mình sẵn lòng hại người, bất chấp luân thường đạo lý để khiến bản thân giàu có, thì đó cũng là thứ tạm bợ. Nếu có đạt được thì sẽ có lúc gặp họ và tiền bạc tiêu tan hết. Người xưa tin rằng toàn bộ tài sản của con người có được trong cuộc đời này là vì phúc báo mà có, chúng cũng là đã được định sẵn từ trước. Một người có nhiều của cải, hơn nữa phải có đức hạnh thì của cải ấy mới được lâu dài. Thực tế là những ai giàu trong một đêm thì người đó không thấy tiếc tiền khi mua sắm. So với tiền do sức lao động của mình làm ra,
Họ có dung tiền cho bất cứ việc gì cũng không thấy xót xa. Những đồng tiền ấy nhanh đến và nhanh đi. Điển hình nhất đó là nhiều người trúng số độc đắc nhưng không hạnh phúc. Ngược lại, cuộc sống lại trở nên tồi tệ hơn. Bởi vì cuộc sống không có đường tắt, hạnh phúc phải được vun đắp từng bước mới thành. Nên hiểu rằng bản thân chỉ bê được hòn đá 5kg, nhưng tham lam bê viên 20kg, thì cẩn thận nó rơi gãy chân. Cuối cùng chỉ vì không biết lượng sức mà tự gây tai ương cho mình. Muốn tham lam trục lợi, ắt hẳn chẳng thể dài lâu. Đúng là nghị lực cũng là một yếu tố quan trọng để cải thiện vượng mệnh. Nhưng thật ra trong phạm vi một kiếp thì cũng cải thiện ở một mức độ nhất định, khó có thể vượt quá ngưỡng. Tuy nhiên, người nào lúc đầu có nhiều phước về tiền bạc cũng đừng vì thế mà chủ quan. Nếu trở nên lười nhác, không lo làm ăn, không làm mà có ăn thì tiêu hao hết phước lúc nào không hay, cuối đời nghèo khó cô độc. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.